dỗi bị cảnh sát giao thông không bỏ qua lỗi vi phạm, người đàn ông châm lửa đốt xe máy. Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1990, trú tại phường Tràng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, về tội chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu điều tra, trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 9 tháng 12, Tú điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 68T5-5279 trên đường quốc lộ 15B, đoạn qua thôn Trung Tiến, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, có biểu hiện say xỉn nên bị đội cảnh sát giao thông công an huyện Thạch Hà ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Tú đã không hợp tác mà có thái độ thách thức với tổ công tác. Sau nhiều lần yêu cầu, Tú mới chấp hành việc đo nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn trong khí thở là 0,439mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã yêu cầu Tú đến bàn làm việc, giải thích và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tú về lỗi vi phạm. Tuy nhiên, Tú không chấp hành mà nhiều lần xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận. Bức xúc nên sau đó, Tú đã tự mở khóa xăng châm lửa đốt xe rồi bỏ đi khỏi hiện trường. Chiếc xe máy sau đó đã được ngành chức năng dập lửa nên chỉ bị cháy phần cánh yếm và phần nhựa gần lốc máy bên trái. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.